Với những người đam mê môn túc cầu hoặc chơi game, chắc chắn không lạ gì với cái tên iGiới biết đến. Và cuối cùng, nam streamer này đã chính thức đặt chân đến Việt Nam để tham dự sự kiện siêu xe Gumball 3000 ở thành phố Hồ Chí Minh. Với sự nổi tiếng của mình, Speed trong màu áo đội tuyển Việt Nam đã khiến cho khán giả trở nên cuồng nhiệt. Anh cũng nhiệt tình đáp lại người hâm mộ khi ký tặng chụp hình và bắt tay. Đáng lẽ chuyến đi của Speed đến Việt Nam sẽ để lại hình ảnh tốt đẹp về con người và đất nước của chúng ta, thì một sự kiện sóng livestream chuyến tham quan này và nó lập tức thu hút 4,1 triệu lượt xem và hơn 4.000 bình luận. YouTuber này có chuyến phát sóng livestream từ chợ Bến Thành, sau đó đến bảo tàng. Mỗi nơi đi qua, anh đều thu hút sự hiếu kỳ lớn của người dân cũng như cộng đồng mạng. Sau hơn 1 giờ livestream, ISO Speed mặc áo bào của vua chúa Việt Nam thời xưa được mượn tại bảo tàng, di chuyển ra phố đi bộ Nguyễn Huệ tại đường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng quanh đó. Hàng chục ống kính từ người đi đường chĩa về YouTuber và hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới đang theo dõi livestream của ISO Speed đã sốc khi anh hỏi giá thuê xe điện thăng bằng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và được báo giá 100 USD, tương đương khoảng 2,5 triệu đồng. Hành động chặt chém này đã xảy ra ngay trên livestream đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Theo hình ảnh từ livestream, một người đàn ông trung niên mặc đồ hip hop đã ra giá 100 USD, tương đương khoảng 2,5 triệu đồng. Speed hơi khựng lại một chút, có lẽ là bất ngờ khi cái giá quá cao so với thời gian trải nghiệm quá ngắn. Khi nam streamer đang tìm mệnh giá tiền phù hợp, một thanh niên khác ra hiệu lấy giá còn 1 triệu đồng cho hai người thuê xe điện cân bằng. Trong khi ISO Speed vẫn đang loay hoay, người đàn ông trung niên chủ động rút lấy hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ tay nam streamer. YouTuber đồng ý trả tiền, nhưng trên sóng livestream, người xem liên tục tỏ ra phẫn nộ. Nhiều bên nhiều lượt theo dõi sau đó, với con số gần 30 triệu subscriber, thì mỗi video của ISO Speed thường có lượt xem trung bình từ 5 đến 10 triệu. Đó là con số khá lớn và sẽ như thế nào nếu như bạn bè quốc tế nhìn thấy cảnh chặt chém ngay tại thành phố lớn của Việt Nam. Quả là tai hại khôn lường, đặc biệt là cho ngành du lịch. Những người chưa từng đặt chân đến mảnh đất hình chữ S chắc chắn sẽ không có thiện cảm với chúng ta sau khi xem video của ISO Speed. Chưa kể nhiều báo chí thế giới sẽ đưa tin về vụ việc này. Mặc dù đất nước nào cũng có cái hay cái dở, tuy nhiên, chặt chém khách nước ngoài ngay trên sóng livestream không hề e ngại là việc làm quá tệ. Chúng ta, những người Việt Nam sẽ cảm thấy như thế nào nếu đọc được trên báo chí nước ngoài những dòng đại loại như nam streamer nổi tiếng thế giới bị chặt chém tại Việt Nam. Với Speed, số tiền 100 USD chẳng thấm vào đâu, nhưng cái quan trọng là đã để lại ấn tượng không tốt. Bản thân nam streamer cũng không có khiếu nại gì với chính quyền sở tại, nhưng chúng ta, những người chủ nhà buộc phải hành động. Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành, quận 1 và Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang liên hệ phía streamer ISO Speed để đưa hai người chặt chém đến xin lỗi và hoàn trả lại tiền. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã được thông báo về vụ việc. Sau sự kiện chặt chém, ông Hòa gặp gỡ streamer ISO Speed trong khuôn khổ một chương trình. Ông nói, khi gặp trực tiếp, tôi không nghe bạn than phiền gì về vấn đề này. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận được phản ánh nên rất ngạc nhiên và cho kiểm tra ngay lập tức. Theo ông Hòa, đây là vụ việc rất phản cảm diễn ra giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Việc này cho thấy những người này chặt chém khách hàng một cách công khai, việc lên án của cộng đồng là hoàn toàn đúng. Ông Hòa cũng đánh giá cao sự vào cuộc, xử lý nhanh của chính quyền địa phương. Thời gian qua, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên làm việc với các địa phương để nhắc nhở và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý tình trạng chặt chém du khách. Sau vụ việc này, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp để ngăn chặn tình trạng chặt chém tại các điểm du lịch. Trước mắt, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh thông qua các kênh từ ban tổ chức chương trình có sự tham gia của ISO Speed để gửi lời xin lỗi đến nam streamer này. Công an phường Bến Nghé, quận 1 đã liên hệ streamer ISO Speed để đưa hai người có hành vi chặt chém đến xin lỗi và hoàn trả lại toàn bộ số tiền. Công an phường Bến Nghé cũng đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý hai người đàn ông này. Những hành vi chặt chém, nói thách giá cả với người nước ngoài xảy ra không hề hiếm tại Việt Nam. Chẳng qua gần đây, với sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, thì các vụ việc mới bị phanh phui nhiều hơn mà thôi. Có thể kể đến một số vụ việc ở trung tâm Hà Nội, như tại gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm, người bán hàng đã hét giá 3 quả dứa tới 500.000 đồng. Hai nữ du khách bức xúc đã có màn cãi cự căng thẳng với nhau khiến chính quyền phải vào cuộc xử lý. Còn những vụ việc đi taxi bị kê giá có lẽ nhiều như cơm bữa. Điển hình là sự vụ xảy ra vào tháng 5 vừa qua khi hai du khách lớn tuổi người Pháp đã tố cáo một tài xế taxi thu 500.000 đồng cho quãng đường dài gần 200 mét ở Hà Nội.
Đại diện công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đã mời hai du khách lên trụ sở để làm việc. Tại đây, hai người này đã được hoàn trả 1 triệu đồng. Về tài xế taxi, hiện công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn thiện các hồ sơ liên quan và sẽ sớm có kết luận cụ thể về hành vi của người này. Rất may sau vụ việc, hai du khách cảm thấy vui vẻ khi được trả lại công bằng. Tôi rất biết ơn công an Việt Nam, họ thấu hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi, nói rằng sẽ không để sự việc tái diễn với các khách du lịch khác, người phụ nữ người Pháp nói. Tâm lý của những kẻ trục lợi nghĩ rằng khách nước ngoài không rành ngôn ngữ, không rành mức sống và tỷ giá tại địa phương nên dễ dàng qua mặt, kê giá lên để kiếm lợi bất chính. Đôi khi, con số chỉ có vài trăm nghìn, nhưng họ đâu ngờ được rằng không ít những người khách nước ngoài rất khôn ngoan. Trước khi đến một quốc gia nào đó, họ cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng mặt bằng giá cả cho những dịch vụ cơ bản như ăn uống, đi lại. Và trên thế giới cũng không thiếu những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm du lịch hoàn toàn có thể tìm hiểu một cách rất nhanh chóng. Thậm chí khách quốc tế còn danh giá hơn cả người Việt tại Việt Nam. Vì vậy, những kẻ trục lợi nhiều lúc không thể qua mặt được họ. Tuy nhiên, nhìn lại ngành du lịch của nước ta vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Các dịch vụ chưa kết nối để tạo thành hệ sinh thái kinh tế du lịch. Hệ thống hạ tầng còn thiếu, không đồng bộ, chính sách thị thực cũng được đánh giá chưa hợp lý, thời gian lưu trú ngắn, đặc biệt tình trạng treo kéo du khách, tăng giá sản phẩm, dịch vụ của một bộ phận cá nhân, đơn vị vào các dịp cao điểm đã tác động tiêu cực đến hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt du khách. Chất lượng dịch vụ giảm sút không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngành du lịch Việt Nam. Vì vậy, muốn kéo du khách quay trở lại, cần tăng cường sự quản lý của cơ quan chức năng để kiểm soát chất lượng dịch vụ. Trong đó cần ngăn chặn tình trạng tăng giá khi du lịch vào mùa, tình trạng chặt chém du khách gây bức xúc. Đặc biệt, với những kẻ mưu đồ tăng giá vô lý để trục lợi, chúng ta phải có những chế tài khắt khe hơn, có tính răn đe mạnh mẽ hơn. Hiện nay, với các đối tượng chặt chém du khách mới có các biện pháp xử lý khá mềm như viết kiểm điểm cam kết không tái phạm, phạt hành chính vài triệu đồng. Nếu như chính quyền có thể gia tăng thêm đáng kể mức phạt, dạng như phạt số tiền lớn hàng trăm triệu cho một người vi phạm hoặc cấm kinh doanh tại một số địa điểm, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh thì sẽ có tính răn đe cao hơn, khiến cho các kẻ cơ hội này chùn tay. Với những vụ việc nhỏ lẻ thì ít người biết đến, nhưng nếu xảy ra tình trạng như với streamer danh tiếng IsoSpeed vừa qua thì tiếng xấu đồn xa quả là rất tai hại. Phải chung tay làm sạch môi trường kinh doanh du lịch, vì càng làm tốt, du khách sẽ càng đến nhiều, ngân sách tăng lên, lợi ích cho mỗi hộ kinh doanh sẽ lớn hơn và bền vững hơn là trục lợi manh mún.